tại ngôi biệt thự 63 Bà Triệu có diện tích 500m2, bên ngoài đã quây tôn, dựng rỡ để tránh nguy hiểm cho người dân đi trên vỉa hè. Toàn bộ cái cầu thang hiện nay nó đang mục nát, không thể nào sử dụng được, mà hiện trạng bây giờ nó lăng bóc ra từng tấm từng mảng do cái thủ an toàn và cái rổ dột nát cũng như cấu kết của nó hiện nay là không thể sử dụng được nữa. Thực tế là bây giờ là nó quá nát rồi mà phải che chắn từng tí một mà cũng không thể nào ở nổi. Thời gian vừa rồi do mưa lụt cho nên nó đã ẩm mốc và nó đã sập một góc nhà. Bên bây giờ đến gia đình cử người trông cũng chỉ dám trông ở phía bên ngoài, không dám vào bên trong. Cực chẳng đã, gia đình ông Ân đã chắp vá để ở cho đến khi xảy ra sự cố đổ sập. Dù ngôi nhà được cho là nơi bình yên mỗi khi trở về, nhưng có lẽ với ngôi biệt thự trị giá 100 tỷ này thì một đêm ngủ cũng chẳng được ngon. Khác xa với vẻ cổ kính bên ngoài căn biệt thự số 8 Chân Cầm, bên trong có 13 hộ dân sinh sống, dây điện cũng tận dụng làm mắc treo quần áo, những mảng tường nứt từ trên cao rơi xuống. Chẳng ai có thể bảo đảm rằng những hộ dân sinh sống ở đây được an toàn tại khu sinh hoạt chung này. Tất cả người dân trong tòa nhà đều phải dùng chung một phòng vệ sinh và không phải lúc nào cũng có nước. Nhiều khi mà mất nước hay gì đấy là phải còn phải hứng nước mưa cơ. Cái trách nhiệm lớn nhất để đảm bảo tính mạng của mình là chính các cư dân sống tại trong đó. Hà Nội cũng có rất nhiều những cái ngôi nhà mà chất lượng thấp, đặc biệt là ngôi nhà cũ trên phố cũ, thì ở mỗi mùa mưa bão thì đều có những cái đợt gọi là sửa chữa chống đỡ chứ không phải sửa chữa mà lớn, tức là chống đỡ để khỏi nguy cơ sập đổ thôi. Thực tế cho thấy rằng là cũng nhiều ngôi nhà họ tự chống đỡ kiên cố hơn, nhưng mà cái việc mà tiếp tục để mà can thiệp cải tạo thì ngày càng khó khăn hơn. Hầu hết những nhà đã xuống cấp nằm trong danh mục nhà nguy hiểm. Hà Nội cần xem xét tiếp tục thẩm định, lập phương án di chuyển dân ra khỏi khu vực nguy hiểm theo quy định để đảm bảo an toàn.